Chào các con, cô Hoàng Vân rất vui mừng chào đón các con đến với bài học trang số 33, bài học tờ Dancing Bear. Ở bài này, chúng mình sẽ ôn phần hợp âm mà chúng mình đã học ở phần trước cho thật nhuyễn, thật kỹ càng. Có một điểm hơi khó một chút trong bài này, đó là phần chúng ta sẽ phải nhảy quãng và chơi hợp âm. Nhưng mà cô nghĩ là không sao hết, chúng mình luyện tập từ từ chúng ta sẽ chơi được thôi. Bây giờ chúng mình bắt đầu với phần nốt của khóa son nhé. Trước tiên cô sẽ lấy nhịp của nhịp 3, 4 đều này. 1, 2, 3, lặng. Mi son, mi son, lặng. Mi son, mi son, lặng. Fa son, fa son. 1, 2, 3, lặng. Mi son, mi son, lặng. Mi son, mi son, lặng. Fa son, fa son. 1, 2, 3, lặng. Mi son, mi son, lặng. Mi son, mi son, lặng. Fa do, 2, 3, 4, 5, 6, lặng. Mi son, mi son, lặng. Fa son, fa son, lặng. Mi son, mi son, mi son, lặng, lặng. Vừa rồi cô có đọc một hợp âm, mặc dù các con nhìn thấy là nốt trắng chấm nhưng cô lại đọc là 2 3 4 5 6. Vì sao cô lại đọc như vậy? À, chúng ta có một ký hiệu ở phần trên. Đó là phần ký hiệu của số pulse. Nghĩa là các con khi những nốt nhạc mà được đánh dấu bằng dấu này thì chúng ta sẽ ngừng lại hoặc ngân dài. Như ở nốt này là chúng ta sẽ giữ những nốt nhạc này dài hơn thêm 3 phách nữa. Và dấu lặng này thì chúng ta vẫn nghỉ một phách bình thường này. Các con lưu ý là dấu này không phải quy định là luôn nghỉ thêm 3 phách nhé, tùy thuộc vào nhịp của bài. Ví dụ bài này là nhịp 3, 4 thì cô sẽ nghỉ thêm 3 phách. Đó. Thế thì tiếp theo cô sẽ hướng dẫn cho các con phần nốt của khóa pha. Nốt nhạc này chúng ta rất quen thuộc rồi. Đó là nốt đô đúng không? Chúng ta lấy nhịp đều và đọc cùng cô nhé. 1, 2, 3. Đô 2, 3. La. Si 2, 3, son, la, si, do, 2, 3, la, 2, 3, si, 2, 3, son, la, si, do, 2, 3, si. Son 2, 3. Re 2, 3. Đô 2, 3. 1, lặng, lặng. Như vậy nốt la dáng này ngoài 3 phách được ghi, chúng ta đọc thêm 3 phách nữa là chúng ta sẽ nghỉ dài thêm 3 phách nhé. Thế phần khó mà cô nói là ở đâu trong bài? Đó là phần này. Chúng ta sẽ chơi hợp âm pha thăng đố với ngón 2 5. Đây là một hợp âm rất là mới đối với các con và trước đó thì chưa từng xuất hiện ở các bài học trước. Chúng ta có thể luyện thật kỹ càng khu vực này. Sau khi luyện kỹ rồi thì chúng ta sẽ ghép bài và chúng ta sẽ tập với lại nhạc. Sau đây các con nhìn cô chơi mẫu bản nhạc này trên phím đàn nhé. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho các con phần khóa son nhé. Nhịp 3, 4 và chúng ta sẽ đặt vị trí tay ở vị trí đô trung tâm này. Và chúng ta dịch tay lên nốt mi, ngón 1 và nốt son ngón 3. Như vậy chúng ta đã tìm được vị trí mi son ở đầu tiên trong bài.
Và sau đây cô sẽ bắt đầu với phần tay phải. 1, 2, 3, lặng. Mi son, mi son, lặng. Mi son, mi son, lặng. Fa son, lặng. 2, 3, lặng. 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 1, 2, 3, lặng. 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 2, 3, 1, 2, 3, lặng. Mi son, mi son, lặng. Đó là phần chơi của tay phải. Và vừa rồi cô có sử dụng một hợp âm là fa thăng và đố ở dòng thứ ba. Và vị trí này thì có thêm một ký hiệu là pause. Thì vị trí này các con sẽ ngân dài thêm 3 phách nữa nhé. Là fa thăng này. Thì phím fa thăng là phím đen bên phải, phím fa và phím đô chúng ta sẽ hạ cùng một lúc với nhau. Đó là phần mình cần lưu ý ở tay phải nhé. Rồi tiếp theo thì cô sẽ hướng dẫn cho các bạn phần khóa pha. Tay trái các con chỉ cần đặt vị trí đô trung tâm và chúng ta sẽ chơi như bình thường. Nào bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. 1, 2, 3. Đô 2, 3. La 2, 3. Si 2, 3. Sol la si đô 2, 3. La 2, 3. Si. Sau đây thì cô sẽ ghép hai tay với nhau. 1, 2, 3. Tiếp theo thì cô sẽ chơi cùng với nhạc beat chậm và nhanh nhé. Thank you.
Có một điểm lưu ý đối với khi các con chơi nhạc đó là các con sẽ chơi một lần từ đầu đến cuối, thì nốt đô cuối cùng trong lần đầu tiên ấy các con sẽ chơi bằng ngón hai. Nhưng khi quay lại thì đầu bài sẽ ghi đô ngón một, như vậy chúng ta phải đổi ngón tay từ ngón hai nốt đô sang ngón một nốt đô nhé. Đó là phần cô lưu ý cho các con. Chúc các con luyện tập bài này thành công. Chào tạm biệt các con nhé.